Kết quả của cuộc đại chiến giữa AC Milan và Juventus cùng cập nhật về nhiều trận cầu hấp dẫn khác sẽ là tâm điểm của bản tin ngày 23 tháng 10. Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến các câu lạc bộ tên tuổi cũng sẽ xuất hiện trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Barcelona hạ gục Athletic Bilbao. AC Milan nhận thất bại. AS Roma thắng kịch tính. Đụng độ Athletic Bilbao vòng 10 La Liga và Barcelona đã trải qua 45 phút đầu tiên với không bàn thắng nào được ghi. Điều tương tự cũng xảy đến với Bilbao nên hai đội đánh bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không đều. Mọi chuyện sau đó chỉ thay đổi khi Marquinhos có pha lập công quý hơn vàng ở xh thứ 80. Điều này giúp ông lớn xứ Catalan có được chiến thắng đầy quan trọng khi thu về 24 điểm sau 10 trận đã đấu. Được biết với số điểm kể trên thì Barcelona đang kém ngôi đầu của Real Madrid 1 điểm và có thể vươn lên bất kỳ một lúc nào. Đại chiến với nhau trên sân vận động San Siro và AC Milan cùng Juventus đã cống hiến cho khán giả 90 phút vô cùng kịch tính và căng thẳng. Cụ thể, đội chủ nhà là bên cầm bóng và tung ra số cú sút nhiều hơn so với đối thủ trong hiệp 1. Tuy vậy, thảm họa đã đến với Rossoneri khi Malik Thio bị đuổi khỏi sân ở phút 40. Điều này giúp cho Juventus dễ đá hơn trong hiệp 2 và rồi lão bà thành Turin đã có điều mình muốn ở phút 63. Được biết, Manuel Locatelli là người mở tỷ số cuộc đấu và đây cũng là bàn thắng duy nhất trong đại chiến đêm qua. Điều này đồng nghĩa với chiến thắng tối thiểu của Juventus trước AC Milan. Được biết, sau vòng 9 thì AC Milan đang đứng thứ 2 cùng một điểm ít hơn ngôi đầu của Inter Milan. Trong khi đó, Juventus xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với việc kém AC Milan 1 điểm. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu với Monza, nhưng AS Roma đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng. Cụ thể, thầy trò Jose Mourinho tạo ra được 21 cú sút về phía khung thành của đội bạn, nhưng chỉ có 4 lần trong số đó là bóng đi trúng đích. Việc này khiến cho câu lạc bộ áo bã chậu phải đợi đến tận phút thứ 90 mới có được bàn thắng mở tỷ số do công của Stephan El Shaarawy. Ở chiều ngược lại thì Monza phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 1 nên đành bất lực trong việc phá lưới thầy trò Jose Mourinho. Chung cuộc, AS Roma giành chiến thắng tối thiểu và đang sở hữu 14 điểm sau 9 trận đã đấu. Được biết, sau màn đụng độ tối qua thì AS Roma sẽ có một trận đấu ở Europa League trước khi quay lại thi đấu Serie A trong đại chiến với đối thủ Inter Milan. El Shaarawy vừa sắm vai người hùng của AS Roma trong trận đấu với đối thủ Monza. Mọi chuyện còn có ý nghĩa hơn khi tiền đạo 30 tuổi đang bị nghi dính líu đến scandal cá cược của bóng đá Ý. Đồn đoán trên khiến chân sút sinh năm 92 phải lên tiếng biện minh cho bản thân cùng tuyên bố: "Về cáo buộc cá cược thì những lời buộc tội đó làm tổn thương tôi. Sao bạn có thể nghĩ đến việc thiếu tôn trọng bóng đá khi bạn trải qua những cảm xúc như thế này? Tôi đã ghi bàn ở phút 90 và chạy về phía người hâm mộ." Quả thật là những phát biểu cảm xúc và tuyên bố kể trên cũng là lời đáp trả của El Shaarawy cho những nghi ngờ mà bản thân đang đối mặt. Là trụ cột quan trọng ở Man City nên không quá khó hiểu khi vấn đề hợp đồng của Kevin De Bruyne rất được bộ sậu The Citizen quan tâm. Được biết, một số cập nhật cho rằng De Bruyne chuẩn bị ký gia hạn hợp đồng và sẽ ở lại sân Etihad đến năm 2027. Đây là kịch bản được nhiều fan quan tâm và có thể sớm trở thành sự thật trong những tháng tới. Tuy vậy, cũng có một vài góc nhìn ái ngại tương lai về việc của De Bruyne đã trở nên mẫn cảm và chấn thương hơn rất nhiều trong vài mùa giải gần đây. Do không phải thi đấu cho Inter Miami những tháng tới nên Messi có thể quay lại châu Âu theo một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn. Tuy vậy, Enpuga chưa bao giờ xem xét bất kỳ bến đỗ nào cho giai đoạn nhạy cảm trên bất chấp những liên hệ với Barcelona. Không những vậy, ngôi sao Nam Mỹ còn thẳng thắn cam kết tương lai với đội bóng chủ quản cùng tuyên bố: "Tôi tự hào về kết quả của Inter Miami mùa này. Chúng tôi đã giành được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ và đội bóng đã tiến gần tới vòng playoff. Chúng tôi có những dấu hiệu tốt nhưng câu lạc bộ muốn cạnh tranh hơn trong mùa giải tới." Đúng là những lời tán dương có cánh và các tuyên bố như vừa rồi cũng là lời chấm dứt các đồn đoán chuyển nhượng liên quan đến Enpuga thời gian qua. Dù Saka không thể giúp Arsenal giành chiến thắng ở đại chiến với Chelsea, nhưng cuộc đấu kể trên vẫn là dấu mốc quan trọng với cầu thủ người Anh. Theo đó, chân chạy cánh 22 tuổi đã có vinh dự được đeo trên tay tấm bằng thủ quân lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đây chắc chắn là động lực lớn để Saka giữ được đà thắng tiến thần tốc ở thời điểm hiện tại. Thậm chí nhiều fan còn tin rằng số 7 pháo thủ sớm muộn cũng sẽ sắm vai đội trưởng chính thức của tập thể thành London. Olivier Giroud đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn cho thấy sự bền bỉ cùng quyết tâm chơi bóng rất lớn. Điều này vừa được thể hiện qua cách mà cầu thủ AC Milan tiết lộ tương lai với tuyển Pháp cùng nội dung: "Mục tiêu của tôi là được chơi ở Euro 2024. Nếu chúng tôi có thể mang cúp vô địch về nhà thì quả là phi thường." Đây là một phát biểu thẳng thắn, và nếu dựa vào sự trọng dụng mà huấn luyện viên Didier Deschamps dành cho Giroud thì việc tiền đạo 37 tuổi xuất hiện ở Euro 2024 là khá cao. Ngoài kết quả trên sân thì cuộc đấu giữa Real Madrid cùng Sevilla đêm thứ Bảy còn gây chú ý khi tân binh Arda Güler không xuất hiện trong danh sách thi đấu của kền kền trắng. Điều tương tự cũng xảy ra trong trận cầu sắp tới với Braga ở Champions League. Do vậy, các fan Real Madrid đang rất lo lắng về quá trình hòa nhập của Arda Güler với đại diện La Liga khi ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có trận ra mắt kền kền trắng. Thời gian đầu trượt choạc thì Chelsea của huấn luyện viên Pochettino đã có dấu hiệu hồi sinh thời gian gần đây. Nhận định trên đã được cựu hậu vệ Gary Neville của Manchester United nhắc đến qua tuyên bố: "Mauricio Pochettino là một huấn luyện viên hàng đầu khi ông ấy sẽ thích phát triển những cầu thủ hiện tại. Một số người trong số họ đã có những tiến bộ, đặc biệt là Mikhailo Modric. Họ là đội tốt hơn chính mình ngày hôm qua." Được biết, do không phải tham gia các cuộc đấu ở Champions League nên The Blue sẽ hoàn toàn tập trung vào đấu trường quốc nội với các cuộc đấu với Brentford và Blackburn trong 10 ngày tới. Estanis Pedrola không thể tìm được chỗ đứng trong màu áo Barcelona và việc này khiến ngôi sao 20 tuổi buộc phải bật bãi khỏi Camp Nou. Được biết, Blaugrana hôm qua đã hoàn tất việc bán tài năng 20 tuổi cho câu lạc bộ Sampdoria. Tất nhiên, nếu Estanis Pedrola chơi tốt ở đội bóng mới thì cầu thủ này hoàn toàn thể nghĩ đến việc chuyển đến một tập thể tên tuổi hơn trong tương lai. Papu Gomez trong buổi họp giữa tuần trước đã có phát biểu khích tướng huấn luyện viên Jose Mourinho bằng tuyên bố: "Tôi chỉ có một kỷ niệm duy nhất về ông ấy và đó là chức vô địch Europa League cùng Sevilla trước Jose Mourinho." Tất nhiên, với cái tôi rất lớn thì người đặc biệt đã chọn cách đáp trả tuyên bố trên một cách khá nhẹ nhàng: "Tôi bị ho nhưng tôi sẽ không uống bất kỳ một loại siro hay thuốc nào, nếu không tôi có thể gặp khó khăn khi vượt qua bài kiểm tra chống doping." Tất nhiên, ai cũng hiểu Mourinho đang muốn cà khịa việc Papu Gomez nhận kết quả dương tính trong bài kiểm tra doping gần đây mà ngôi sao người Argentina phải đối mặt. Modric vừa có bàn thắng vào lưới Arsenal nhưng việc đó dường như chưa làm huấn luyện viên Pochettino hài lòng 100%. Theo đó, chiến lược gia người Argentina cho rằng cậu trò đang không có phong độ cao nhất và cần phải cải thiện. Tuy vậy, Pochettino cũng tin tưởng việc Modric sẽ trở nên tự tin hơn sau trận đấu tốt với Arsenal cuối tuần trước. Jeremy Doku vừa có một trận đấu rất tốt trước Brighton và việc này giúp cầu thủ người Bỉ được huấn luyện viên Pep Guardiola trực tiếp khen ngợi cùng nội dung: "Đây mới chỉ là khởi đầu cho nhiều năm của Jeremy ở câu lạc bộ này và mọi người hãy tin tôi. Doku đã thực hiện nhiều pha qua người và tôi thực sự hài lòng với tác động của cậu ấy kể từ khi đến với chúng tôi." Isco vừa nhận thêm một danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nữa trong màu áo Real Betis và điều này khiến vấn đề hợp đồng của ngôi sao người Tây Ban Nha được ưu tiên. Theo đó, giao kèo giữa các bên hiện còn thời hạn đến tháng 6 năm 2025 và sẽ được gia hạn đến năm 2026 nếu Isco chơi ít nhất 25 trận mùa này. Được biết, nếu trường hợp đó xảy ra thì điều khoản giải phóng hợp đồng sẽ xuất hiện với mức giá 10 triệu euro. Do vậy, thời gian tới sẽ là lúc Isco tính dần chuyện tương lai của mình. Premier League đã nhận được báo cáo về hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào cầu thủ Elia Adebayor của Luton. Được biết, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh sẽ lập tức bắt tay vào quá trình điều tra để sớm làm rõ mọi việc. Được biết, EPL đã quyết tâm tham gia vào cuộc chiến này sau khi các hành động phân biệt chủng tộc xuất hiện càng nhiều. Cơn khủng hoảng của Ajax vẫn chưa kết thúc khi ông lớn bóng đá Hà Lan vừa có trận thứ 8 liên tiếp không thắng. Đây là thống kê tệ nhất lịch sử đội chủ sân Amsterdam Arena và tình hình trên chưa biết bao giờ mới kết thúc. Được biết, Ajax đang đứng thứ hai từ dưới lên ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và nếu mọi chuyện không được cải thiện thì đội bóng này sẽ đứng trước nguy cơ tụt hạng. Tất nhiên, kịch bản trên rất khó chấp nhận với Ajax và buộc họ phải có giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Như vậy là chúng ta cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Vào đêm nay thì Tottenham sẽ ra sân trong cuộc đấu có thể ảnh hưởng đến ngôi đầu EPL. Do đó, kết quả của cuộc thư hùng kể trên với nhiều thông tin hấp dẫn khác sẽ được cập nhật liên tục trên các video thuộc hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ và bình an.